À. Và tiếp hôm nay là một sự xuất hiện vô cùng đặc biệt, đó là bác Sơn và hai bác cháu của mình gửi cho bác Sơn. Sơn ra lên 1 triệu sub thì được nút vàng nha cả nhà. Nhìn các bà mẹ các con này trời ơi thương quá, đẹp quá. Một sáng tác của Ngọc Sơn năm 17 tuổi, liên khúc mang tên Lòng Mẹ Và Tình Mẹ.